Hello xin chào các bạn. 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 Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của LJ. Hello xin chào các bạn. Hello xin chào, chào mừng. Ủa sao giờ này tôi nói cái chữ mà hello xin chào các bạn không được ta. Hello xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của LJ. À. Cũng là ngày 5 tháng 10 mọi người. Hiếu thứ hai, giờ thì ai cười. Ok. À, nghe nói nha, nghe nói là bài này rất là hay mà nghe nói mà là từ những anh em rapper ở trong giới á, những rapper mà gạo cội, rapper mà cỡ tuổi tôi đó mọi người là khen bài này rất là hay luôn. À, giờ thì ai cười. À, làm gì đó. Music producer là Cutie. À, con trai con gái đây. Enzo. Go over there. Oh, mixing là Hiếu thứ hai là Cutie. Mastering là Only C. Nghe nói là Only C có cái phòng phòng thu master đồ này nọ đỉnh cao lắm. Nomad Management Minh Khoa. Ok. Rồi. Ai mà chưa nghe bài này muốn coi cho đã, nghe cho rõ thì xin hãy qua kênh của Hiếu thứ hai. Chứ âm thanh của trong kênh của LJ là nó không phải là âm thanh chuẩn nha mọi người. Rồi, bắt đầu. Good name. Sau khi sở trí có hai người stay outdoor, giờ thì chẳng thấy ai ngồi 3 năm thôi mà ta đứng headline. Rồi trí kế toán nó vừa gọi cho tao, nó đóng tiền trong bàn của tao này sắp có thai. Ở gia đình mày có trong phải đâm của tao, đó chỉ là underground. Nhưng thành tựu mày mơ cứ nằm dưới chân của tao rồi. Ở đâu? Ghê ta. Hiếu thứ hai không có... Lần này ra MV không có cái hình ảnh mà cute for my wear hay đẹp trai hay là gì mà là ngầu. À, lyric mày tao rồi ha, khẳng định gì đây? Chứ khá là nghe cái beat rất là tây nha, nghe beat rất là kiểu mà rất là không phải double kiểu mà cái gì giống cũng giống như cái hơi hao hao có Drake mà cũng có kiểu mà của Gunner nữa mọi người. Sau khi sở trí có hai người stay outdoor, giờ thì chẳng biết ai ngồi 3 năm thôi mà ta đứng headline. Rồi trí kế toán nó vừa gọi cho tao, nó đóng tiền trong bàn của tao này sắp có thai. Ở gia đình mày có trong fandom của tao, đó chỉ là underground. Nhưng thành tựu mày mơ cứ nằm dưới chân của tao. Giờ nhìn tao làm sao, vậy mày nói thứ ai cười. Và nhiều em đi theo coi show đi em cho tao nó một tình một đêm. Tao thì đi chung năm anh em nhưng đây không phải là hai ngày một đêm. Nhiều thằng trong AV bao năm qua đu fan tao nên đang chờ đọc tên. Nên anh đâu cần bóc thêm. Tụi nó phì cười khi bắt gặp tao trong chợ bàn cờ và đi mua hàng xì. Giờ nó đâu biết là bông trai 2 lít một ngày là số tiền tao kiếm được từ việc không làm gì. Không cần bling hay chica mù. Bông trai 2 lít, 4.2 4.2 là nhiều. Giờ tao chỉ rap bình lại cho cái khăn rằng ri. Giờ là thời đại nào rồi tao không mặc skinny jean tụi mày. Wow. Gì em trai, tôi còn mặc skinny jean mà. Sao vậy ta? Tự nhiên vậy, skinny jean có gì đâu. Tự nhiên à, tôi lùn tôi mặc skinny jean cho nhìn cho nó cao, ok. Đó. Không cần bling hay là thi camo babe. Tao chỉ rap bên lại cho cái khăn đàn ri. Bling hay thi camo babe, tao chỉ rap bên lại cho cái khăn đàn ri. Giờ là thời đại nào rồi tao không mặc skinny jean. Tụi mày làm tao cười ở cả hai hàng mi. Vì thêm chap khi tụi tao càng đi. Chỉ cần nghe tao rap là anh buông hàng khuy. Một lần taking shot là bay nguyên hàng ly. Nhìn tụi tao quăng miếng xong rồi con vàng đi. Về mà không bay ở ngoài show Nam Bắc bây giờ Đông Tây. Nhìn tụi tao chết. Yeah. Rất là Drake nha. À. Về mà không cay. Khi mày không thể cười như là không có bóng nằm ở trong tay. Về mà show khi xưa tụi tao hôm đó chỉ có hai người. Say stay. À mấy chị em rụng trứng hết. Về mà show khi xưa tụi tao hôm đó chỉ có hai người. Say stay out đó buồn ghê nhìn mai chẳng thấy ai ngồi. Chỉ cần 3 năm thôi tên tao đã đứng trên headline rồi. À MV quay rất là tây luôn.
À, chỉ cần 3 năm là Tình tao sẽ có thai rồi, ha ha ha, sẽ đi ai cười. Về một show khi xưa của tao hôm đó chỉ có hai người. Sẽ đi stay outdoor. Yeah, một cái đáng, một cái là đáng mà rất là đáng để flex. Hồi xưa show chỉ có hai người, bây giờ là đứng là headline rồi đấy. Stay outdoor, giờ stage outdoor, full ghế nhìn mãi chẳng thấy ai ngồi. À, là đứng không đó, không, người ta ngồi có ghế nhưng người ta là gặp Hiếu thứ hai là phải đứng lên. Ok, không cần skill, không cần ẩn dụ, nói thẳng như vậy đi là được rồi. Tôi nhìn mai chẳng thấy ai ngồi, chỉ cần 3 năm thôi tiền tao đã đứng trên headline rồi. Tiền tao sắp có thai rồi, ha ha ha, sẽ đi ai Còn của tụi người tao qua ba miền, từ bà con tới anh em giống như gia truyền. Một người dân ca vi như là Asim, còn là thời gian lên tivi còn miếng ra tiền. Vì mày chơi nhưng thâm tâm thì lại ước, nhìn đằng nào cũng đang phải cô để hài hước. Mà dù làm nhan khai to ra mình hài hước, khi 5 giây thì đã lướt, thì tất cả là tụi mày đều chẳng thể kiếm được ra tiền. khi 5 giây thì đã lướt thì tao cá tụi bay rồi Đã bao nhiêu lâu ta phải nghe mỗi một câu, đã rapper thì chỉ nên tập trung rap, hay là bây giờ cần phải sống ra những cách và đặt thêm ngày dành khác mỗi khi tao cầm mi hát. Nói toàn là fact nên không cần phải vào vai, ở đây không có ai đi khác. Nhìn tao cả hãy em nói nhớ về FM, trong khi xưa nay tao chưa bao giờ đi pháp. rồi Không có ai đi khác, nhìn tao cả hãy em nói. nhìn tao cả hãy em nói nhớ về fan friend ok nhìn tao cả hãy em nói nhớ về fan ok được FM, trong khi xưa nay tao chưa bao giờ đi pháp. Nghe trong nhạc tao không cần đọc từng đầu hiệu, rồi ở ngoài mua đồ fake về đâu. Ê, cho nên đừng trách sao không còn nhìn mặt mày, chỉ bởi vì chẳng có mắt. Đồ, nãy mình không nói ẩn dụ, không nói anh không ẩn dụ, không skill, anh kêu là nghe trong nhạc tao không cần đọc toàn đồ hiệu, rồi ở ngoài mua đồ fake về đâu. Ở bài này là Hiếu thứ hai take shot rất là nhiều anh em nha. À, mày bling hả mày, đồ hiệu hả mày, skinny jean hả mày, cái skinny jean nó chắc nó nói tôi, tại vì tôi toàn mặc skinny jean không mà. Tên đồ hiệu ở ngoài mua đồ fake về đâu. Ê, cho nên đừng trách sao không còn nhìn mặt mày, chỉ bởi vì chẳng có mắt đằng sau. Tao chỉ biết kiếm cho gia đình nhiều tiền, và vừa rồi cầm được cũng vài lô. Ê, băng bài nhạc không chịu sâu, băng vài bài rap một màu. Về một show khi xưa của tao hôm đó chỉ có hai người. Tôi biết rồi, sau cái là lần mà Hiếu thứ hai blow up sau King of Rap đồ này nọ là tham gia rất là nhiều chương trình reality show của Việt Nam thì chắc là rất là nhiều cái comment nó rất là tiêu cực đến với Hiếu thứ hai, cho nên là quất nguyên cái bài này để mà dằn mặt. Nhưng mà anh mặc skinny jean mà đâu có gì đâu, mà hơi nhột quá. Anh em nào mà mặc còn mặc skinny jean giống như LJ thì lên nhạc diss nó đi Stay outdoor full game, nhìn mai chẳng thấy ai ngồi. Chỉ cần 3 năm thôi tên tao đã đứng trên headline rồi. Tên tao sẽ có thai rồi, ha ha ha, giờ đi ai cười. Về một show khi xưa của tao hôm đó chỉ có hai người. Stay outdoor full game, nhìn mai chẳng thấy ai ngồi. Chỉ cần 3 năm thôi tên tao đã đứng trên headline rồi. Tên tao sẽ có thai rồi, ha ha ha, giờ đi ai cười. Được 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 đấy, cho nên là ai trong showbiz rồi cũng cũng ai thằng nào rapper vô showbiz rồi cũng phải là quay lại với một bài nhạc gai góc thôi mọi người. Thấy cái visual này được đấy, thể loại nhạc này nó ok đó em ơi, nghe rất là hay, nghe hay. Có thể là một trong những bài hip hop nhất của Hiếu thứ hai đó giờ mà mình nghe được đó, đây là một trong những bài mà hip hop nhất mà Hiếu thứ hai đó giờ nghe được, thấy không? Mà tôi nghĩ đoán sau Hiếu thứ hai thì chắc đã coi ai ai ha, Blacka sẽ quay lại, Blacka sẽ quay lại với một cái bài nhạc gọi là underground hơn nữa, giống như hồi xưa tao đấy, tại vì ok đấy.
Ok rồi mọi người, nếu mà mọi người chưa có coi bài này, xin qua kênh của Hiếu thứ hai nhé. Rồi ok, I'll see you guys later on my next episode. Thank you.